Điều mà Duy vui nhất vì Duy đã tìm được nhà sung rồng. Duy cảm thấy rất là biết ơn khi mà vũ trụ đã xếp đặt Duy gặp được nhà sung rồng và đã có những cái khoảng thời gian làm việc cùng với nhau rất là vui, và nhà sung rồng rất là thương nhau. Cảm ơn Thiên Minh, cảm ơn Duy Khánh, cảm ơn Bùi Công Nam đã đến với cuộc đời Duy. Và giống như là những gì mà Duy chia sẻ đó, Duy đến đây để muốn có những người bạn mới hiểu mình hơn và bên cạnh mình, thì Duy đã tìm được những người như vậy. Thanh Duy đã xem chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Thanh Duy thấy các chị khi mà tham gia chương trình này đều xây dựng được những cái mối quan hệ rất là đẹp, tìm những người bạn mới, và hành trình của Thanh Duy từ trước tới giờ thì khá là cô độc. Thanh Duy chỉ có một mình thôi, và Thanh Duy cũng cảm thấy rất là thoải mái trong cái vòng tròn của chính mình. Nhưng mà Thanh Duy nghĩ là tới một cái lúc nào đó mình cũng cần mở rộng vòng tròn của mình ra, và qua chương trình này Duy muốn được kết bạn nhiều hơn và có thể đan xen với những cái vòng tròn mới, và mình cũng có thể có cơ hội để tiếp tục biểu diễn và mang tới cho khán giả những phần trình diễn hấp dẫn và mang đầy màu sắc cá nhân của mình. Mục tiêu của Duy khi đến với cuộc thi này, như vừa chia sẻ, thì Duy muốn được kết bạn với mọi người, và Duy muốn có thể gặp được những người bạn mới và những người đồng nghiệp mới, cùng nhau làm nhạc mới. Thì đó là cái điều mà Duy mong muốn nhất khi tham gia chương trình này. Sau khi xuất hiện ở tập 1 của chương trình, Duy cảm thấy rất là vui vì mình được đón nhận, và đặc biệt là đó cũng là một sáng tác của Duy. Duy thấy rất là vừa vui mà có thêm một chút xíu tự hào nữa. Duy xin được cảm ơn tất cả các khán giả đã yêu thương và thậm chí còn bênh vực Duy với những cái nhận xét trái chiều, hoặc là những nguồn năng lượng toxic, thì mọi người đều bên cạnh, và có những điều mà Duy không có tự giải thích được hay là trả lời được thì mọi người đều hiểu Duy, và mọi người còn trả lời được những cái câu hỏi đó, làm cho Duy cảm thấy rất là vui vì mình cuối cùng thì mọi người đã có thể hiểu mình và bảo vệ mình trước những cái điều như thế. Sau công diễn đầu tiên với liên khúc Áo Mùa Đông và Trở Về, điều mà Duy vui nhất vì Duy đã tìm được nhà sung rồng. Duy cảm thấy rất là biết ơn khi mà vũ trụ đã xếp đặt Duy gặp được nhà sung rồng, và đã có những cái khoảng thời gian làm việc cùng với nhau rất là vui, và nhà sung rồng rất là thương nhau. Mỗi người đều tôn trọng cái sự khác biệt của nhau, và tất cả đều muốn đóng góp vào cái tiết mục này. Đầu tiên thì cái concept cái bài hát này nó cũng không có được tròn trịa và suôn sẻ lắm, nhưng mà mọi người qua thời gian đều đều đặt cho mình vào những cái idea để hoàn thiện cái concept này nhất, và cái kết quả này làm cho nhà sung rồng trở nên gắn kết và thân thiết với nhau nhiều hơn. Cảm ơn Thiên Minh, cảm ơn Duy Khánh, cảm ơn Bùi Công Nam đã đến với cuộc đời Duy. Và giống như là những gì mà Duy chia sẻ đó, Duy đến đây để muốn có những người bạn mới hiểu mình hơn và bên cạnh mình, thì Duy đã tìm được những người như vậy. Áp lực thì có đó, tại vì Duy đều muốn được thực ra Duy không có áp lực ở cái việc là mình phải đối đầu với ai hay là như thế nào. Cái áp lực duy nhất của Duy là làm sao mà mình vẫn giữ được năng lượng và sự sáng tạo trong từng công diễn. Duy thấy 33 anh tài đều là những người rất là cá tính và rất là đặc biệt, và càng ở lâu với mọi người á, Duy đều thấy là mọi người đều rất là hấp dẫn và hay ho. Mỗi người đều có một cái cách để mà thể hiện bản thân mình trước khán giả, và Duy cảm thấy rất là vui vì mình được chứng kiến những cái gì thật nhất và đặc biệt nhất của họ. Khi mà xem họ biểu diễn ở trên sân khấu, 33 người đều có những cái cách rất là riêng để mà thu hút và hấp dẫn khán giả bằng chính tài năng và chính con người của họ, và Duy cảm thấy rất là rung động á khi mà mình xem họ biểu diễn, được xem họ hết mình, và Duy đến với chương trình này, Duy rất là vui vì mình được thưởng thức, mình được chứng kiến những cái điều đó từ 33 anh tài. Và Duy có thể khẳng định luôn, 33 người này là 33 người thật sự rất là cá tính, rất là đặc biệt và tuyệt vời. Khi tham gia chương trình thì cuộc sống bên ngoài của Duy cũng không thay đổi gì mấy, nhưng mà Duy bị rơi vào một cái guồng quay nó khá là
là dữ dội á mọi người, bởi vì là thời gian của các công diễn không quá nhiều nên là toàn bộ thời gian của mình cũng như là sự tập trung của mình đều dành cho chương trình, làm cho đôi lúc đó là mình cũng cảm thấy khá là bị kiệt sức á, nhưng mà rất là vui vì dù mình có thế nào thì mình đều có những cái người bạn đồng hành cùng với mình ở bên cạnh mình, động viên mình và làm cho mình vui hơn. Và nói chung là Duy rất là trân trọng cái khoảng thời gian mà mình cùng với chương trình làm công việc này. Ba mẹ Duy rất là vui khi Duy tham gia chương trình này, và ba mẹ cũng theo dõi rất là kỹ các tiết mục, và ba mẹ cũng có thấy là với chương trình này Duy được là chính mình, bạn bè cũng thấy Duy là được là chính mình ở chương trình này. Và một điều Duy cũng rất là vui là những cái người đồng hành với Duy trong chương trình này cũng vậy, họ đều nhận thấy là cái sự khác biệt của Duy, và họ biết cách đặt để Duy vào những cái vị trí nó hợp với Duy nhất, mà Duy cũng không cần phải gồng mình hay là ép mình một cái khuôn khổ nào đó. Duy đều có một không gian để mình có thể thoải mái thể hiện tất cả những cái gì gọi là mình nhất ở trong chương trình. Và Duy cảm thấy là hành trình của mình từ trong chương trình từ đầu tới giờ rất là đẹp và thú vị. Mỗi công diễn đều có những cái trông gai, những cái thử thách khác nhau, mà điều quan trọng nhất là tới bây giờ Duy vẫn rất là tận hưởng từng giây phút mà mình có mặt ở trong chương trình này. Duy lại là một người của hiện tại, Duy thích sống trong hiện tại nhiều hơn là sống trong những nuối tiếc của quá khứ hay là những gì dự định trong tương lai, nên là Duy hầu như là Duy chỉ quan trọng vào việc tận hưởng giây phút hiện tại thôi. Trong đầu Duy thì cũng có khá nhiều những cái dự định cho bản thân mình sau chương trình diễn ra, nhưng mà Duy lại thuộc tip không thích nói ra trước, và Duy tại vì Duy sợ là kiểu mà nói trước bước không qua mình sẽ không có thực hiện được hết, mà mình lại nói trước thì lại mang một cái áp lực cho mình. Nhưng mà Duy vẫn muốn sẽ phát triển bản thân mình như là vai trò là một người singer songwriter, một người ca sĩ hát những ca khúc của mình sáng tác. Mà mọi người thường đặt câu hỏi cho Duy là liệu rằng Delilah, hình tượng drag queen của Duy có xuất hiện ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay không, thì Duy nghĩ là không, bởi vì Delilah sẽ thích hợp với những không gian khác, những nơi mà mỗi hình tượng của Duy đó, nó sẽ hợp với những cái không gian nó khác nhau. Ở đây thì Duy muốn giới thiệu với khán giả một khía cạnh khác của bản thân mình. Duy vẫn muốn mình như thế nào ta? Ở đây là 33 anh tài, 33 anh trai với 33 kiểu nam tính khác nhau. Nên ở chương trình này Duy muốn giới thiệu với mọi người một khía cạnh nam tính của mình. Nó sẽ khác biệt với mọi người như thế nào, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khuôn khổ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Duy cũng không mong là không biết mong hay không mong, nhưng mà Duy muốn ở chương trình này khán giả sẽ nhìn nhận Duy, đón nhận Duy theo một cái kiểu khác với những gì mà Delilah thể hiện. Cảm ơn quý vị độc giả của Vstar và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Thanh Duy cũng như là 33 anh tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhé.